Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 140, Plange. Thực thể số 140, hay Plange, là một thực thể hình người. Cô có vẻ ngoài là một người phụ nữ, có làn da nhợt nhạt với mái tóc màu vàng dài và đôi mắt xanh nhạt. Mặc dù có vẻ bề ngoài là nữ, Plange thực chất không có giới tính và tên của cô cũng không phải Plange. Cô chỉ đơn giản là muốn được gọi như vậy thôi. Cô ấy đã được nhìn thấy là mặc nhiều bộ váy trắng với nhiều món đồ trang sức khác nhau. Đáng chú ý nhất là một mặt dây chuyền sapphire mà cô ấy dường như luôn đeo bên mình. Và thỉnh thoảng thì cô ấy cũng đi kèm với một chiếc kính. Cơ thể của Plange có thể uốn cong, biến dạng hoặc kéo dài theo cách mà một con người không thể làm được. Tuy nhiên thì mấy trường hợp dị dị như vậy xảy ra là rất hiếm. Plange là một thực thể có rất nhiều khả năng dị thường. Cô có thể đọc tâm trí của người khác, có thể dùng thần giao cách cảm, di chuyển, tạo, phá hủy hoặc triệu hồi các vật thể chỉ bằng một suy nghĩ, thay đổi ngoại hình, thay đổi dòng thời gian trong thư viện của mình, dịch chuyển tức thời và nhận thức được mọi thứ đang xảy ra bên trong thư viện của cô ấy. Mặc dù sức mạnh của cô có lẽ chỉ dừng lại ở level 906 và tất cả những điều mà mình nói ở trên đều chưa được xác thực rõ ràng, nhưng chúng ta có lý do cho điều đó khi cô có thể kiểm soát toàn bộ. Mình nhắc lại là toàn bộ mọi thứ tồn tại trong level 906. Plange là người quản lý thư viện của level 906, hay cũng chính là thư viện của cô ấy. Plange thường dành phần lớn thời gian của mình để phân loại sách, dọn dẹp, viết và chờ đợi những vị khách mới. Cô ấy rất tốt bụng và ôn hòa, không muốn làm hại bất kỳ những vị khách nào của mình. Nhiều người trên khắp các level của The Back Room đều tìm kiếm cô ấy vì sự thông thái, một chút thoải mái hoặc một cuộc trò chuyện đơn giản với những tách trà. Khi đến được văn phòng của Plange ở level 906, những người lang thang sẽ được cô ấy chào đón và mời uống trà sau khi được giới thiệu. Cô ấy cũng sẽ sẵn lòng dẫn bạn qua thư viện của cô ấy nếu bạn hỏi một cách lịch sự. Và Plange sẽ kể cho bạn nghe đủ thứ chuyện về cô ấy, về thư viện của cô và cả những vị khách khác. Nhưng với điều kiện là bạn cũng phải chia sẻ cho Plange câu chuyện của mình. Plange đồng thời rất coi trọng sự tò mò và lịch sự. Vì vậy, hãy để ý đến cách cư xử và ngôn từ của bạn. Nếu bạn cư xử không tốt, hay còn nói cách khác là bất lịch sự, nhẹ thì bạn sẽ chỉ nhận một hình phạt dựa theo thái độ của bạn, nặng thì bạn chính thức bị đá ra khỏi level 906. Còn nếu bạn chứng tỏ bản thân là một vị khách đặc biệt, tức là lọt vào mắt xanh của Plange, thì Plange sẽ tặng cho bạn một trong những cuốn sách của cô ấy, như một phương tiện để đến thăm cô ấy bất cứ khi nào. Dần dần, Plange đã trở thành một trong những nguồn thông tin uy tín và đáng tin cậy nhất của tổ chức MEG. Do đó, Plange đã được cấp quyền truy cập hạn chế vào cơ sở dữ liệu và mạng nội bộ của tổ chức. Ngoài tổ chức MEG, Plange được biết là có nhiều mối quan hệ với nhiều tổ chức khác. Đáng chú ý nhất là The Eye of Argos, The Kalat Institute, The Internal Repository và The Lost, cũng như có mối quan hệ thân thiện với nhiều người và thực thể trong The Back Room. Một fun fact nho nhỏ là các bậc cha mẹ trong The Back Room thường gửi trẻ con đến level 906 trong giờ làm việc, vì Plange cũng khá nổi tiếng với trẻ con trong The Back Room, hoặc là gửi trẻ đến đó trong một số trường hợp bất thường như bị bệnh tật hoặc chấn thương. Đôi khi một số điều tốt nhất là không nên biết, đó là vì sự an toàn của chính bạn. Plange khá thích trà, sách và thú cưng, đặc biệt là khi nói đến mèo, chúng khá dễ thương đấy chứ. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn chậm chám với Plange. Bạn nên tỏ ra lịch sự và hãy uống trà của Plange nếu bạn đã chấp nhận lời mời của cô. Hãy kể những câu chuyện của bạn cho cô ấy, nếu không thì bạn sẽ chẳng nghe được cái gì đâu. Hãy thể hiện một chút sự tò mò và hãy cho cô ấy xem một số bức ảnh của những con thú cưng nhé. Cô ấy thích mấy thứ đáng yêu lắm. Và mình khuyên là đừng tỏ ra bất lịch sự. Thật đấy, đừng tỏ ra bất lịch sự hay dùng lời lẽ thiếu tôn trọng. Đừng lang thang trong level 906 một mình. Và cũng đừng lấy trộm sách khi không có sự cho phép. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây là phần 1 của thực thể số 140, Plange. Trong phần 2 của video, chúng ta sẽ đào sâu hơn về thực thể này, về bản chất, về câu chuyện của Plange, hay còn được gọi với một cái tên khác, Azelkira.